Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 2 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Các hoạt động nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người dân huyện Minh Hóa phấn khởi đón mừng Tết Độc lập. Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 140% so với cùng kỳ. Đồng bào dân tộc Bán Hiền chủ trọng đến công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Với thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp, trở thành một đảng cầm quyền. Và lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng tháng 8 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao ý chí quật cường, sức mạnh cổ kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyện với những tư tưởng của các Marx, Engels, Lenin, Hồ Chí Minh. Với xu thế của thời đại, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, nước ta không những trở thành một nước độc lập tự do, mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 còn khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắc xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ngay ở một nước phong kiến và nửa thuộc địa lạc hậu, để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự phát triển rất sáng tạo, lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Cách mạng tháng 8 như một quả bom có sức công phá mạnh, làm sụp đổ một mảng quan trọng thành trì của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh cả dân tộc bị áp bức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Đây là hoạt động văn hóa thể thao thường niên được huyện Lệ Thủy tổ chức nhân ngày Tết Độc lập của dân tộc. Dự lễ có đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể trong tỉnh, các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo huyện Lệ Thủy và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, du khách thập phương từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là hoạt động văn hóa thể thao thường niên được huyện Lệ Thủy tổ chức nhân ngày Tết Độc lập của dân tộc. Tham dự lễ hội năm nay có 8 đội thuyền đua nữ và 22 đò bơi nam với gần 1.000 vận động viên đến từ các địa phương có truyền thống bơi đua như An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, Sơn Thủy và thị trấn Kiến Giang. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của các vận động viên đến từ xã Mai Thủy và thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy. Với cự ly là 18 km đối với thuyền đua nữ và 24 km đối với đò bơi nam, các vận động viên là những trai bơi gái đua quanh năm lam lũ với ruộng vườn, nhưng với tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, họ đã trở thành những vận động viên cừ khôi trên đường đua xanh trong ngày lễ hội. Tinh thần đoàn kết, thể thao cao thượng và ý thức tham gia thi đấu nhiệt tình của mỗi vận động viên chính là yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công của lễ hội. Lễ hội đi là tôi được tham gia rất nhiều. Nhưng mà vì năm nay là tôi phải về cổ vũ, ngày qua tôi cổ vũ trên xã, nay đi tôi phải về cổ vũ ở nơi huyện. Tôi rất tự hào về lễ hội vui vẻ của huyện nhà.
Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Tiền Giang là một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm, được huyện Lệ Thủy duy trì và phát triển mạnh mẽ qua hàng chục năm. Bên cạnh ý nghĩa là phát triển môn thể thao sông nước, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì đây còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu mạnh. Cái lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Tiền Giang của huyện Lệ Thủy là một lễ hội văn hóa thể thao cấp tỉnh, và qua hàng năm cứ đến ngày 2 tháng 9 tức là Tết Độc Lộc thì chúng tôi đều tổ chức cái lễ hội đua thuyền để thể hiện cái sự đoàn kết, quyết tâm cao, thể thao trung thực cao thượng, và cùng thông qua hoạt động thể thao để chúng tôi phát động phong trào toàn dân đoàn kết để xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Sau hơn 3 giờ tranh tài, các thuyền đua nữ và đò bơi nam đã về đích trong sự reo hò cổ vũ nhiệt tình của hàng chục ngàn khán giả. Kết thúc giải bơi đua, ban tổ chức đã trao giải đua nhất cho thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, giải nhì thôn Đài Phong, xã Phong Thủy, giải ba thôn An Xá, xã Lộc Thủy. Hàng B, giải bơi nam, giải nhất thôn Lộc Hà, xã An Thủy, giải nhì thôn Phủ Thọ, xã An Thủy, giải ba thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy. Ở hàng bơi bạc A, giải nhất xã Mai Thủy, giải nhì thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy và giải ba thôn An Xá, xã Lộc Thủy. Mai Thủy là năm đầu tiên tham gia lễ hội bơi đua truyền thống của huyện. Được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền địa phương, Mai Thủy chúng tôi rất là dày công để động viên bà con, động viên toàn thể xã hội trong xã nhà. Qua thời gian tập luyện khá dài, nhưng để kết quả được thành tích hôm nay, chúng tôi hết sức là vui mừng, phấn khởi, và chúng tôi xin hứa trong những năm sau và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tạo niềm tin cho bà con nhân dân, cũng là lễ hội bơi đua truyền thống của huyện Lệ Thủy mãi mãi sau này. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Tiền Giang là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa của vùng quê sông nước Lệ Thủy. Lễ hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Trước đó, tối hôm qua, ngày 1 tháng 9, huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Kiển Giang khúc hát tự hào. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh đã đến dự. Chương trình nghệ thuật Kiển Giang khúc hát tự hào gồm 3 phần: bài ca đất nước Quảng Bình quê ta ơi và về với Kiển Giang. Chương trình là sự hội tụ của 15 tiết mục ca mối nhạc đặc sắc do các diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp trong cả nước và những hạt nhân văn nghệ tại địa phương biểu diễn với sự gian dựng khá công phu. Các tiết mục đã thể hiện một cách tổng quát về bản sắc văn hóa gắn liền với truyền thống quê hương của người dân xứ Lệ. Mỗi tiết mục là những ca khúc, điệu múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và mảnh đất con người Lệ Thủy. Được biết, đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện Lệ Thủy. Chính vì vậy mà chương trình đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện và du khách đến xem, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong ngày Tết Độc Lập của dân tộc. Cũng trong sáng nay ngày 2 tháng 9 tại Bình Pha Quảng Hào, huyện Quảng Ninh đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Quảng Ninh và đông đảo bà con nhân dân trong toàn huyện. Giải đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm nay có 12 thuyền đua đến từ 12 xã thị trấn trong huyện. Các thuyền đua được chia thành hai bảng, mỗi đội phải đua 3 vòng với tổng chiều dài đường đua hơn 10 km trên sông Nhật Lệ. Thực hiện giải đua của Ủy ban nhân dân huyện, lực lượng công an huyện đã xây dựng kế hoạch 541, huy động 81 đồng chí, bố trí phương án cả trên thuyền, cả trên bộ đảm bảo an ninh trật tự trong tuyến đua. Chúng tôi đã phân tuyến và phân công cụ thể từng tổ chốt chặn đảm bảo cho cuộc đua được an toàn. Giải đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ được huyện Quảng Ninh tổ chức trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hàng năm. Đây là phong trào văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết thống nhất, ý chí và hành động của Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Một người con xa xứ thì có dịp lễ hội thì tôi cũng thường hay về. Và mỗi lần về thì thực sự là thấy huyện nhà tổ chức một cái lễ hội cực kỳ hoành tráng và rất là chu đáo. Mọi người dân của Quảng Ninh và cũng như là Quảng Bình nói chung thì cái tâm trạng của họ khi đi được đến xem lễ hội thì phải nói là ai cũng vui vẻ, tiếp sức cho những lớp trẻ thanh niên sau này nói theo. Kết thúc giải đua ở bảng A, thuyền đua của xã Hiền Ninh xuất sắc giành giải nhất, xã Duy Ninh giải nhì, xã Võ Ninh đạt giải ba. Ở bảng B, ban tổ chức đã trao giải nhất cho xã Trường Xuân,
giải nhì xã Xuân Minh và giải ba do thị trấn Quán Hào. Ngoài ra, ban tổ chức trao 6 giải khuyến khích cho các thuyền đua còn lại tham gia giải. Riêng bản thân tôi và toàn bộ vận động viên đua thuyền riêng của đội Hiến Ninh thì rất là phấn khởi và vui mừng. Giải đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2014 đã thành công tốt đẹp, góp phần tô đẹp thêm nét văn hóa truyền thống của quê hương Quảng Ninh. Ngày 2 tháng 9, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch cũng đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2014. Tham gia giải đua lần này có 80 vận động viên đến từ 4 đội thuộc các thôn trong xã gồm thôn Thanh Danh, thôn Quyết Thẳng, thôn Thanh Hải và thôn Thanh Xuân. Với tinh thần thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những màn đua hấp dẫn. Giải đua thuyền chào mừng lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là một hoạt động giàu nét văn hóa của ngư dân vùng biển Bố Trạch nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là nét văn hóa tâm linh để ngư dân cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 9 tại sông Rào Nam, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống xã Quảng Sơn năm 2014. Tham dự giải lần này có 9 thuyền đua đến từ 8 thôn trong xã, mỗi thuyền đua không quá 14 người, hành trình đua 2 vòng liên tục và có 2 đoàn xuất phát ngược chiều nhau. Sau gần 2 giờ thi đấu sôi nổi quyết liệt vượt qua chặng đường đua hơn 10 km, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đua thôn Thọ Hà 1, giải nhì thôn Thọ Hà 2 và giải ba thuộc về thôn Tân Sơn. Nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày hôm qua, mùng 1 tháng 9, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Minh Hóa đã hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Minh Hóa. Đã có 61 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa trong ngày mùng 1 tháng 9, bao gồm các bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có thân nhân đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, được nhận bữa ăn miễn phí từ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Món quà tuy không lớn nhưng mang đầy ý nghĩa và thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cả cộng đồng đối với bệnh nhân nghèo. Qua đó nhằm kịp thời động viên, giúp các bệnh nhân yên tâm điều trị bệnh. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Minh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của huyện vùng cao Minh Hóa, đầu đầu cũng tràn ngập cờ Tổ quốc, đường làng ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Người dân tạm gác lại công việc đồng áng, nương rẫy để cùng xung vầy gọi bánh chưng, bánh ít, làm mâm cơm cùng Bác Hồ và mừng ngày Tết độc lập của dân tộc. Xã Minh Hóa là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Vì thế mà ngày Tết độc lập được người dân chờ đón và chuẩn bị rất chú đáo. Ủy ban xã Minh Hóa đã triển khai nội dung chương trình cho cái vấn đề Tết độc lập á. Một là quản trị tốt cái tình hình an ninh trật tự trước trong và sau ngày lễ. Hai nữa là phát trong phong trào thi đua yêu nước và toàn dân là làm là vệ sinh đường làng ngõ xóm quang xanh đẹp để mà đón cái Tết độc lập. Cái thứ ba nữa là giao các tổ chức xây dựng cái kế hoạch và triển khai cái vấn đề là phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Do vậy là trong những ngày Tết diễn ra thì đối trên địa bàn xã Minh Hóa đã có các cái môn như bóng chuyền, rồi là phục vụ giao lưu văn nghệ, phục vụ nâng cao cái mức hưởng thụ nhân dân, đã tạo ra cái khí thế mới thi đua để cùng nhau là chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Và thực tế thì những cái phong trào đó đã tạo điều kiện cho người dân xã Minh Hóa là phấn đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của năm 2014. Mùng 2 tháng 9 năm nay, Minh Hóa cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi tại đình làng Kim Bảng, nơi in dấu sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 2. Các em học sinh, thiếu niên nhi đồng đã được tham gia dự học ngoại khóa, nói chuyện truyền thống. Hôm nay em rất vui khi được nghe Bác cử chiến binh kể lại về Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Cũng như mỗi năm, những ngày này, gia đình ông Cao Ngọc Hân ở thôn 4 Kim Bảng, xã Minh Hóa, còn cả châu rể lại tề tựu bên ông bà, cha mẹ để cùng nhau vui Tết độc lập. Mâm cơm của gia đình được đặt lên bàn thờ để cùng tổ tiên ông bà và bày tỏ lòng biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ và các bậc cha anh đi trước. Hoa anh chỉ như năm đó là được Việt Nam mình ra đời. Cho nên là coi như là chúng tôi có thể đến hôm nay thì cũng là coi như là cái độc lập đó. Cho nên là đầu tiên mà nói là coi như phải là ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Trải qua 69 cái Tết độc lập, đến bây giờ, người Nguồn ở Minh Hóa vẫn duy trì mâm cơm mừng Tết độc lập và dỗ Bác Hồ. Thể hiện tấm lòng kính trọng của người dân nơi đây đối với Bác và là một nét đẹp truyền thống cần được lưu giữ cho thế hệ mai sau. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác.
khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 140% so với cùng kỳ. Đồng bào dân tộc Mã Hiền chủ trong đến công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Thưa quý vị và các bạn, với những lợi thế vượt trội về du lịch dịch vụ, nên từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã đón trên 2,1 triệu lượt khách, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, cùng với việc đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng tại các điểm du lịch dịch vụ, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các tỉnh, thành, trong và ngoài nước. Nhờ vậy, lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng đột biến. Trong 7 tháng của năm 2014, tỉnh Quảng Bình đã đón trên 2,1 triệu lượt khách, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt trên 30.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo, lượng khách đến Quảng Bình tiếp tục tăng cao, do lượng khách du lịch đến dâng hương tại khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham quan di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ngày càng đông. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Bình đã vẫn đang chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm tổ công tác kết nối với các đơn vị lữ hành để tổ chức tổ các tour tuyến du lịch nhằm mục tiêu đưa ngành du lịch Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Chi cục Quản lý Thị trường Quảng Bình về đánh giá kết quả và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe một số nội dung chính thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Chi cục Quản lý Thị trường. Một số nhiệm vụ chi cục cần thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục chủ trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức viên chức và người lao động. Chi cục quản trị đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương về công tác quản lý thị trường, công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể có hiệu quả. Chú ý những địa bàn trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng cụ thể, các hành vi gian lận thông qua hệ thống cân đo, hoàn thể giá trị gia tăng thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý những hành vi vi phạm, tập trung làm tốt công tác quản lý niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chú trọng lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, dịch vụ ở những địa bàn trọng điểm như thành phố Đồng Hới, Phong Nha, Bố Trạch, Vũng Chùa, Đạo Yên, Quảng Trạch. Làm tốt vai trò văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập các đoàn đi kiểm tra thị trường, tập trung vào những địa bàn, mặt hàng trọng điểm, thời điểm nhạy cảm. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành, các lực lượng chức năng theo quy chế phối hợp đã quy định trong công tác đấu tranh phòng chống hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, là đầu mối thu thập thông tin và chuyển thông tin cho các ngành liên quan xử lý công việc. Chi cục quản lý thị trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan tăng cường quản lý giá cả, xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ, tăng giá, lũng đoạn thị trường trong những dịp khan hiếm hàng hóa như bão lụt, Tết Nguyên đán, mùa du lịch. Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 để triển khai thực hiện tốt. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới ra soát, quy hoạch lại các điểm kinh doanh ăn uống vỉa hè và dọc bãi biển Nhật Lệ, Quang Phú, Bảo Ninh, đảm bảo mỹ quan, cảnh quan thành phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và tăng cường chỉ đạo công tác quản lý kinh doanh, quản lý giá cả, tránh hiện tượng chặt chém khách du lịch. Hết nội dung của thông báo. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, Sở Y tế Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt thanh kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý nông lâm thủy sản, Chi cục Quản lý thị trường. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra tại 8 huyện, thành phố, thị xã, trong đó tập trung kiểm tra vào những thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung Thu, những vấn đề tồn đọng trong quản lý, vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm, các mặt hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức, quy định của pháp luật, nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cơ sở có dấu hiệu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Đối với những trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra sẽ chuyển hồ sơ cho địa phương để xử lý và theo dõi việc khắc phục sai phạm sau khi xử lý. Sau khi được giao quản lý hơn 740 ha rừng cộng đồng, bà con đồng bào dân tộc Mã Liềng, xã Lâm Hòa, huyện Tuyên Hóa đã chủ trọng đến công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển CINGD, đồng bào dân tộc Mã Liềng, xã Lâm Hòa đã tiến hành các hoạt động bảo vệ diện tích rừng hiện có, xây dựng các vườn ươm và tiến hành phủ xanh diện tích đất trồng do mình quản lý.
Đến nay bà con đã tiến hành trồng được trên 20 hectare diện tích rừng, trong đó chủ yếu là cây keo giống tại bản Ke và bản Cáo. Ngoài việc trồng rừng trên diện tích được cấp, người dân còn được tạo điều kiện thu gom, xây dựng vườn ươm giống và tiến hành gây rừng các loài cây rừng tự nhiên như gõ, trám, nao, vàng tim. Bên cạnh đó, bà con đồng bào dân tộc Mạ Liên, xã Lâm Hóa còn được hướng dẫn xây dựng mô hình nông lâm kết hợp trong các loài cây sen canh khác như môn lũ, tre lẻ măng để tăng thu nhập. Dự án giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư tại huyện Tuyên Hóa được triển khai trong nhiều năm nay với sự kết hợp giữa chính quyền huyện Tuyên Hóa, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển CIRD cùng các ban ngành chức năng có liên quan và được tổ chức phi chính phủ Oxfam hỗ trợ 100% kinh phí. Việc giao rừng cho cộng đồng quản lý bước đầu đã và đang mang lại hiệu quả khả quan trên địa bàn huyện. Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của huyện, nhiều năm qua, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch đã từng bước cải tạo đàn bò theo hướng lai sinh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch hiện có trên 2.000 hộ dân, trong đó có hơn 40% số hộ tham gia phát triển chăn nuôi bò. Nhờ biết cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, nên đàn bò của xã Quảng Xuân phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Hiện tại, toàn xã Quảng Xuân có khoảng gần 1.000 con bò, trong đó giống bò lai sinh chiếm khoảng 65%. Ngoài việc sử dụng sức cày kéo vận chuyển hàng hóa, các hộ chăn nuôi bò ở xã Quảng Xuân cũng đã chăn nuôi bò thịt với nguồn thu nhập từ bản bò và bê lai lên tới gần 2 tỷ đồng. Để tiếp tục duy trì và phát triển đàn bò đảm bảo sức cày kéo vận chuyển hàng hóa, tăng thu nhập kinh tế gia đình, xã Quảng Xuân đang tích cực chỉ đạo điểm thụ tinh nhân tạo của xã phục vụ tổ công tác phổi giống bò lai sinh, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, phấn đấu đến năm 2015 đưa tổng đàn bò lên trên 1.300 con. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 2 ngày 3 tháng 9. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4 cấp 5, đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.